đại lượng tỷ lệ nghịch. Có thể mô tả hai đại lượng tỷ lệ nghịch bằng một công thức không? Một nhỏ, định nghĩa. Câu hỏi 1. Hãy viết công thức tính A, cạnh Y cm theo cạnh X cm của một hình chữ nhật có kích thước thay đổi nhưng luôn có diện tích bằng 12 cm vuông. B. Lượng gạo Y kg trong mỗi bao theo X khi chia đều 500 kg vào X bao. C. Vận tốc V km trên giờ theo thời gian T. H. Của một vật chuyển động đều trên quãng đường 16 km. Nhận xét, các công thức trên đều có điểm giống nhau là đại lượng này bằng một hằng số chia cho đại lượng kia. Ta có định nghĩa sau. Nếu đại lượng Y liên hệ với đại lượng X theo công thức Y bằng A trên X hay XY bằng A. Với A là một hằng số khác không, thì ta nói Y tỷ lệ nghịch với X theo hệ số tỷ lệ A. Câu hỏi 2. Cho biết Y tỷ lệ nghịch với X theo hệ số tỷ lệ trừ 3,5. Hỏi, X tỷ lệ nghịch với Y theo hệ số tỷ lệ nào? Chú ý, khi Y tỷ lệ nghịch với X, thì X cũng tỷ lệ nghịch với Y và ta nói hai đại lượng đó tỷ lệ nghịch với nhau. Hai nhỏ, tính chất. Câu hỏi 3. Cho biết hai đại lượng Y và X tỷ lệ nghịch với nhau. Các em kẻ bảng gồm có 5 cột, 2 hàng. Hàng thứ nhất cột 1, X, cột 2, X1 bằng 2, cột 3, X2 bằng 3, cột 4, X3 bằng 4, cột 5, X4 bằng 5. Hàng thứ hai cột 1, Y, cột 2, Y1 bằng 30, cột 3, Y2 bằng chấm hỏi, cột 4, Y3 bằng chấm hỏi, cột 5, Y4 bằng chấm hỏi. A. Tìm hệ số tỷ lệ. B. Thay mỗi dấu chấm hỏi trong bảng trên bằng một số thích hợp. C. Có nhận xét gì về tích hai giá trị tương ứng X1, Y1, X2, Y2, X3, Y3, X4, Y4 của X và Y? Giả sử Y và X tỷ lệ nghịch với nhau, Y bằng A trên X. Khi đó, với mỗi giá trị X1, X2, X3, v.v. khác không của X, ta có một giá trị tương ứng Y1 bằng A trên X1, Y2 bằng A trên X2, Y3 bằng A trên X3, v.v. của Y. Do đó, X1, Y1 bằng X2, Y2 bằng X3, Y3 bằng 3 chấm bằng A. X1 trên X2 bằng Y2 trên Y1. X1 trên X3 bằng Y3 trên Y1, vân vân. Như vậy, nếu hai đại lượng tỷ lệ nghịch với nhau thì, thứ nhất, tích hai giá trị tương ứng của chúng luôn không đổi, bằng hệ số tỷ lệ. Thứ hai, tỷ số hai giá trị bất kỳ của đại lượng này bằng nghịch đảo của tỷ số hai giá trị tương ứng của đại lượng kia. Bài tập. Câu 13. Cho biết hai đại lượng X và Y tỷ lệ nghịch với nhau và khi X bằng 8 thì Y bằng 15. A. Tìm hệ số tỷ lệ. B. Hãy biểu diễn Y theo X. C. Tính giá trị của Y khi X bằng 6, X bằng 10. Câu 13. Cho biết X và Y là hai đại lượng tỷ lệ nghịch. Điền số thích hợp vào ô trống trong bảng sau. Các em kẻ bảng gồm có 7 cột, 2 hàng. Hàng thứ nhất cột 1 x, cột 2 0,5, cột 3 trừ 1,2, cột 4 cột 5 để trống, cột 6 4, cột 7 6. Hàng thứ hai cột 1 y, cột 2 3 để trống, cột 4 3, cột 5 trừ 2, cột 6 1,5, cột 7 để trống. Câu 14. Cho biết 35 công nhân xây một ngôi nhà hết 168 ngày. Hỏi 28 công nhân xây ngôi nhà đó hết bao nhiêu ngày? Giả sử năng suất làm việc của mỗi công nhân là như nhau. Câu 15. A. Cho biết đội A dùng X máy cày có cùng năng suất để cày xong một cánh đồng hết Y giờ. Hai đại lượng X và Y có tỷ lệ nghịch với nhau không? B. Cho biết X là số trang đã đọc xong
và Y là số trang còn lại chưa đọc của một cuốn sách. Hỏi X và Y có phải là hai đại lượng tỷ lệ nghịch không? C. Cho biết A mét là chu vi của bánh xe, B là số vòng quay được của bánh xe trên đoạn đường xe lăn từ A đến B. Hỏi A và B có phải là hai đại lượng tỷ lệ nghịch không?